Con này quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con này quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo di đà kinh xứ sau diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa dạo chánh minh tiến đức phong và huệ trang tập hai trăm lẻ tư xin xem a di đà kinh sớ sau diễn nghĩa hội bản trang 406 trăm sớ thừa thượng bất độc kiến tại bị quốc vô phi hiền thánh đảng hữu sanh giả Tất Giai bất thoái giả nghĩa là sớ tiếp nối ý trong phần trên không chỉ những người đang ở trong nước ý không ai chẳng phải là hiền thánh mà chỉ cần sanh về cõi ý thấy đều là bậc bất thoái lần trước đã dạng đến chỗ này nay chúng ta xem tiếp sớ chúng sanh giả thống nhiếp nhất thiết nghĩa là sự Nói chúng sanh là gồm chung hết thảy Giải thích câu chúng sanh sanh giả trong kinh văn Nhất thiết nghĩa là hết thảy là trên từ đặng giác Bồ Tát Dưới tới chúng sanh trong ác đạo đều được bao gồm Ý nghĩa gốc của chữ chúng sanh là các duyên hòa hợp mà sanh Bèn gọi là chúng sanh Do vậy có thể biết Chúng sanh có phạm gì hết sức rộng lớn Không riêng gì hết thảy động vật hữu tình Là do các duyên hòa hợp mà sanh Chúng ta chẳng thể nói tỉ mỉ Bèn nói đại lược Thì hữu tình chúng sanh Giống như con người Là do tứ đại và ngũ uẩn Hòa hợp sanh ra Thực vật và khoáng vật Cũng do các duyên hòa hợp sanh ra có thể nói hết thể các pháp hữu gì đều do các duyên hòa hợp vì lẽ đó hai chữ chúng sanh có phạm gì hết sức rộng lớn nhưng ở đây chữ chúng sanh chuyên chỉ hữu tình chúng sanh tức là chúng sanh có tiềm thức cũng là động vật như chúng ta nói trong hiện thời nhưng động vật ở đây bao hàm ý nghĩa còn rộng hơn từ ngữ động vật thông thường vì động vật như chúng ta nói chỉ giới hạn trong địa cầu chúng sanh được nói ở đây bao gồm chư thiên a la hán bích chi phật bồ tát trong hàng bồ tát từ sơ phát tâm cho đến đẳng giác đều là chúng sanh thành phật bèn chẳng gọi là chúng sanh chưa thành phật thì đều gọi là chúng sanh dưới thì cho đến súc sanh ngạ quỷ địa ngục đều là chúng sanh vì thị chúng sanh sanh già được nói ở đây là chỉ chung hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới không chỉ là thế giới xa bà mà là chúng sanh thuộc chính pháp giới trong mười phương ba đời vô lượng vô biên các quái phật một câu này đã bao gồm toàn bộ Vì Thị, câu này có phạm gì rất lượng. Thông thường khu vực giáo hóa của một Đức Phật Là một đại thiên thế giới Không chỉ riêng khu vực giáo hóa của A-di-đà Phật Là hết thể các quả Phật tận hư không khắp pháp giới Đều thuộc vào phạm vi giáo hóa của Đức Di-đà Chẳng thể nghĩ bài Hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều là A Bệ Bạc Trị. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong chính Pháp Giới, Bồ Tát và A La Hán bất bình đẳng. A La Hán và Chư Thiên bất bình đẳng. Chư Thiên và nhân loại cũng chẳng bình đẳng. Nhân loại và ba ác đạo cũng chẳng bình đẳng. Định Tây Phương cực lạc thế giới, thấy đều bình đẳng, đều là A Bệ Bạc Trị vì vậy thế giới ý là một thế giới bình đẳng a bệ bà trí là bất thoái chuyển sớ a bệ bà trí giả thử dần bất thoái chuyển địa như đại bổn cập luận sở mình nghĩa là sớ a bệ bà trí cõi này dịch là bất thoái chuyển địa tức địa vị chẳng lui sụp như Kinh Đại Bổn và Giảng Sanh Luận đã nói rõ Đại Bổn là Kinh Vô Lượng Thọ Vì Kinh Di Đà nói đơn giản Kinh Vô Lượng Thọ nói tỉ mỉ Luận là Giảng Sanh Luận Giảng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát câu nói rất minh bạch Sớ Phục hữu đa chủng nhân duyên, Cố đắc bất thoại. Nghĩa là, Sự là do có nhiều thứ nhân duyên nên được bất thoái. Nhiều thứ nhân duyên như Đức Phật đã giảng trong kinh Vô Lượng Thọ hoặc Thiên Thân Bồ Tát đã giảng trong giảng sanh luận. Dưới đây nêu đại lược một thứ. Sớ Như thập nghi ngũ chủng thông tán thập thắng, quần nghi tam thập ít đẳng. Nghĩa là, sử như năm thứ trong sách thập nghi mười điều thù thắng trong sách thông tán ba mươi lợi ích trong sách quần nghi vân vân đây là nói đại lược thập nghi là thập nghi luận thông tán là a di đà kinh thông tán sớ của khuy cơ đại sư quần nghi cũng là một cuốn sách nhỏ có tên là quần nghi luận sau đây đều được giới thiệu đơn giản sao ngũ chủ giả thập nghi luận dân nghĩa là sao năm thứ là như thập nghi luận nói thập nghi luận được xếp vào tịnh độ thập yếu thập nghi luận nói sao hữu ngũ nhân duyên cố đắc bất thoại nhất giả di đà đại bi nguyện lực nhiếp trì cụ bất thoại nghĩa là Sao? Do năm nhân duyên nên được chẳng thoái chuyển Một là do đại bi nguyện lực của Phật Di Đà nhiếp trị nên bất thoái Câu này là nguyên văn trong thập nghi luận Dưới đây là lời giải thích Sao? Kim thích Dị như đại bổn pháp tạng nguyện dân Ngã tác Phật thời Văn ngã danh hiệu Quy y tinh tận Tức đắc đệ nhất nhẫn đệ nhị nhẫn đệ tam nhẫn ư chư phật pháp vĩnh bất thoái chuyển thí như thiệp hải đắc thừa cự hàng bất trầm nịch cố nghĩa là sau nay giải thích rằng như trong kinh đại bổn ngài pháp tạng nguyện rằng khi tôi làm phật nghe danh hiệu của tôi quy y tinh tấn Liên đạt được nhận thứ nhất nhận thứ hai nhận thứ ba diễn diện chẳng thói chuyển trong các phật pháp ví như vào biển được ngồi chiếc thuyền to chẳng bị chìm đắm từ đoạn gian tự này chúng ta có thể thấu hiểu 48 nguyện là lý luận căn bản để y cứ cho sự tu học trong tịnh tân. thích ca mâu ni phật giảng ba kinh tịnh độ là kinh vô lượng thọ kinh di đà và kinh quán vô lượng thọ phật không gì chẳng nhằm nói rõ cặn kẽ bốn mươi tám nguyện từng chữ từng câu đều chẳng lìa bốn mươi tám nguyện mà cũng quyết định không mâu thuẫn bốn mươi tám nguyện nếu mâu thuẫn bốn mươi tám nguyện thì chẳng phải là do đức phật đã nói do vậy có thể biết Cổ đức khen ngợi kinh vô lượng thọ Là kinh bậc nhất trong tịnh tân Lời này có đạo lý Trong thập nghi luận Nhân duyên bậc thoại thứ nhất Là như trong 48 nguyện có nói văn danh đắc nhẫn nguyện Nghĩa là nguyện nghe danh bèn đắc nhẫn Nếu nói tới quả vị Đây là cảnh giới của bậc địa thượng Bồ Tát nhẫn thứ nhất là âm hưởng nhẫn bao gồm các địa vị sơ địa nhị địa tam địa nhẫn thứ hai là nhu thuận nhẫn bao gồm tứ địa ngũ địa và lục địa nhẫn thứ ba là vô sanh pháp nhẫn bao gồm thất địa bát địa và cửu địa đương nhiên các địa vị này là a bệ bạc trí a bệ bạc trí là từ thất địa trở lên cũng có nghĩa là những vị đã chứng đắc đệ tam nhẫn nhất định là nhận thứ nhất nhận thứ hai nhận thứ ba các ngài thể đều đạt được đây là do oai thần của phật di đà gia trị khiến cho mỗi người giáng sanh tây phương cực lạc thế giới đều có thể đạt được thoạt nhìn đạt được dường như rất dễ dàng có khá nhiều người chẳng thể tiếp nhận pháp môn này Nguyên nhân là do họ chấp trước Các người là hạng phàm phu lè tè sát đất Nghiệp chướng nặng nề ngần ý Mới niệm Phật dài ngày Giảng sanh Tây Phương cực lạc thị giới Bèn nghiễm nhiên là thất địa Bồ Tát Làm sao có thể tin tưởng cho được Thông thường Người bên phàm phải tu đạt đến thất địa Bồ Tát Tức là sau khi đã chứng đắc Sơ trụ trong biệt giao. Phải tu hai a tăng kỳ kiếp thì mới có thể chứng đắc, mới có thể dùng công phu mấy năm đang có thể chứng đắc. Chứ kẻ niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, một phẩm hoặc cũng chẳng đoạn mà đã bằng với thức địa Bồ Tát. Chuyện này quả thật khó có thể khiến cho kẻ khác tin tưởng được. Những người ấy do thiện căn ít ỏi, tri thức cạn mỏng, chẳng hiểu nguyên do gì sao những chúng sanh tạo nghiệp tội nặng nề nhất giáng sanh về thế giới Tây phương. Họ thấy những chúng sanh đó suốt một đời này tạo tội nghiệp, chẳng thấy các đời trước chỉ trước của những chúng sanh ấy. Trong đời trước, người ta đã gieo thiện căn rất lớn, suốt một đời này hồ đồ điên đảo tạo tội nghiệp, nhưng chẳng thể không đếm xịa tới thiện căn phước đức và nhân duyên trong đời quá khứ. Đức Phật đã nói rất rõ ràng Nghe pháp môn này mà có thể tin tưởng Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ Quý vị đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật như lai Quý vị nghĩ xem Thiện Càng Y to cỡ nào Mấy ai biết Thiện Càng Y Chỉ có Phật mới biết nhân duyên trong đời quá khứ của hết thầy chúng sanh Vì thầy phàm phu mắt thịt chỉ thấy trước mắt Chẳng biết quá khứ của quý vị Một người có thể tin pháp môn này Có thể nguyện, có thể hành Là do thiện căng trong quá khứ Từ vô lượng kiếp đến hiện thời đã chín mùi Do đó hiện tiền trót tạo ác nghiệp cũng không sợ Do thiện căn trong đời quá khứ đã chín mùi Mười phương tam bảo gia trì Nên quý vị nghe kinh này mới có thể sanh tâm quan hỷ Mới có thể phát nguyện y giáo phụng hành. Đây là nói lời chân thật cùng chư vị, tuyệt đối chẳng phải là ngẫu nhiên. Chẳng có thiện căn sâu dày như vậy, làm sao có thể vừa đến Tây Phương Cực Lạc thì vợi, được thần lực của A Di Đà Phật gia trị bèn đạt từ địa vị thức địa trở lên. A Di Đà Phật gia trì cũng là có điều kiện. Trong đời quá khứ, quý vị chẳng có thiện căn này, A Di Đà Phật có muốn gia trì cũng chẳng thể giá trị được mười phương chư phật âm thầm gia hộ quý vị tâm phật bình đẳng lẽ đâu chẳng gia hộ còn có rất nhiều người không tin còn có rất nhiều người tuy đã tin mà vẫn chẳng muốn giảng sanh tức là thiện căn đã tu trong đời quá khứ ít ỏi những lời này chẳng phải là do tôi nói mà đều là do đức thế tôn đã nói trong kim vô lượng thọ quý vị không tin cư tra duyệt trong kinh tôi nói lời chân thật cùng mọi người kể đó là một tỷ dụ thí như thiệp hải nghĩa là dí như vượt biển đi thuyền trên biển mà chúng ta có một chiếc tàu lớn sẽ chẳng bị chìm đắm nguyện hạnh của a di đà phật là một chiếc thuyền lớn chúng ta nương vào nguyện lực và oai thần của phật a di đà nên sẽ chẳng bị thối chuyển Tức chìm đắm là thối chuyển Đây là nguyên nhân thứ nhất Khiến cho người trong cõi cực lạc Chẳng bị thoái chuyển Sao Nhị giả Phật quan thường chiếu Cố bồ đề tâm Tăng tận bất thoại Nghĩa là Sao Hai là do Phật quan thường chiếu Nên tâm bồ đề tăng tận bất thoại đây là nguyên nhân thứ hai nguyên nhân trước gồm hai điều một là nguyện lực của phật a di đà hai là thiện căn của chính mình hai điều này hợp thành cái nhân của bất thoái chuyển thứ hai là nói từ ngoại duyên từ điều thứ hai trở đi đều nói về ngoại duyên do duyên bên ngoài thù thắng nên quý vị sẽ không bị thoái chuyển quý vị thường được tiếp xúc quan minh trí tuệ của phật Đối với Phật quan chứ gì phải biết Chúng ta thường hệ thi Phật quan Bèn nghĩ đến quan niệm Nhưng hãy nghĩ xem Cũng có người thấy Phật quan Hãy xá lợi tỏa sáng Đã trồng thị Hỏi xem người y có bất thoái hay không Giận thoái chuyển Chẳng phải là Phật quan chiếu tới quý vị đôi chút Quý vị liền mở mang trí tuệ Chẳng bị thoái chuyển đâu nha nếu dễ dàng như vậy Cần gì Đức Phật phải gì chúng ta Thuyết Pháp 49 năm Giấc giả ngân ý Phóng quang chiếu một thoáng Chẳng phải là đã xong rồi hay sao Không chỉ chiếu Có dùng lửa thiêu quý vị Quý vị vẫn chẳng thể khai ngộ Có phải là như thế hay không Chiếu rồi há có thể khai ngộ ư Do vậy ở chỗ này phải hiểu Phật quan chẳng phải là quan minh Mà là Đức Phật vì chúng ta giảng kinh, thuyết pháp Trí huệ của Đức Phật khơi gợi Phát khởi quan minh trong tự tánh của chúng ta Có ý nghĩa này Trong thời đại hiện tại Chuyện yêu ma quỷ quay rất nhiều Thấy phóng quan Thì thân hình kẻ đó rời khỏi mặt đất bà thước Thật sự có Lần này tôi đến Bắc Kinh ở chung một chỗ với hoàng lão cư sĩ lão cư sĩ bảo tôi ở đài loan có một vị cư sĩ chuyên môn nghiên cứu xá lợi đến mỗi nơi xem xá lợi chụp rất nhiều ảnh xá lợi hiện tướng phật cũng như hiện quan bản thân ông ta cũng thấy xá lợi phóng quang đôi khi chỉ có mình ông ta thị đồng bạn chẳng thấy đôi khi mọi người cùng đi đều thị Ông ta thưa chuyện này cùng hoàng lão cư sĩ Hoàng lão cư sĩ một mực không nghe Ông ta phải đưa ảnh chụp cho cụ xem Cụ bảo tôi không nhìn tới Dẫu là thật cũng không có chi lạ lùng Kim Kim Cang đã nói rất hay Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Chẳng đáng để khoe khoang Chẳng đáng nhắc tự. Vì thì thật sự là bậc cao nhân Thì nghe những chuyện thần thông Cũng chẳng muốn nghe Lão cư sĩ phân biệt ta chánh rất rõ ràng Cụ bảo tôi Hiện thời ở hải ngoại Có một vị Pháp sư rất nổi tiếng Vị Pháp sư ấy là đồng học của cụ Cùng học Phật với một vị thầy Cụ nói người này thiên trọng thần thông quả lộ Nên cụ chẳng qua lại với thầy ấy những thứ đó khiến cho hết thể chúng sanh chẳng đạt được lợi ích chân thật. Ngoài ra còn có một vị Thượng Sư Mật Tông đã giảng sanh, tình cảnh lúc mất chẳng tốt đẹp cho Mỹ. Vị ấy cũng là đồng học của cụ, học cùng một thầy, đã đi theo tà pháp. Chẳng phải là chẳng pháp, nên cụ chẳng qua lại. Không chỉ là chẳng cùng người ấy qua lại, cụ còn bảo tôi lão cư sĩ châu tuyên đức ở lạc sam cơ tức los angeles châu lão cư sĩ hết sức kính ngưỡng cư sĩ hoàng niệm tổ viết rất nhiều bức thư mong mỏi cụ hoàng niệm tổ đến los angeles hoàng pháp ngay cả một bức thư cụ hoàng cũng chẳng hồi đáp do nguyên nhân nào vì cụ biết cư sĩ châu tuyên đức có nhà xuất bản huệ cự từng in cho người ỵ tức ông thượng sư mật tông vừa nói trên một bộ sách của Hoàng bảo châu cư sĩ tuổi cao như thị ngay cả ta chánh cũng chẳng thể phân biệt nên tôi chẳng quan tâm đến ông ta quý vị biết là một người tu hành thật sự có quệ nhãn sẽ phân biệt tà chánh rành mạch những người ấy đều rất có tiếng tâm có địa vị trên quốc tế thế mà hoàng lão cư sĩ chẳng đói hoài Cụ dạy chúng ta thật thà noi theo thực tiễn Để nghiêm túc tu học Do đó quang minh của Phật là thánh giáo Kinh điển chính là quang minh của Phật Chúng ta đọc tụng kinh điển là được Phật quang chiếu gội Kinh điển để đó chẳng niệm Tùy có Phật quang chẳng chịu tới chúng ta Y giáo tu hành chính là Phật quang chiếu gội Chứ vậy phải hiểu ý nghĩa này Chẳng phải là thi quang minh Thấy hoa sen Thì những thứ kỳ quái Có thi những thứ y đều vô dụng Khơi gợi phát khởi quang minh Trong tâm địa của chúng ta Khiến cho chúng ta có thể phân biệt tà chánh Phân biệt đúng sai Phân biệt chân vọng Đó là Phật quan thường chiếu Trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phật quan thường chiếu chính là A-di-đà Phật vì chúng ta thuyết Pháp chẳng gián đoạn Đức Phật thuyết Pháp Chúng ta nghe Pháp Đó là ý nghĩa của Phật quan Thường Chiếu Thường nghe Đức Phật thuyết Pháp Phá mề khai ngộ Nên bồ đề tâm tăng tận bất thoại Bồ đề tâm là giác tâm Tâm của người trong cõi cực lạc Giác ngộ trong mỗi niệm Chẳng mề Giác tâm tăng thượng Cho nên bất thoại sau kim thích Vậy như đại bổn ngôn kiến phật quang minh nhi sanh từ tâm hữu niệm phật chi nhân phật phóng quang minh nhất thọ thử nhân nghĩa là Sau nay giải thích là như kinh đại bổn có nói thấy quang minh của phật bèn sanh từ tâm lại nữa người niệm phật Phật phóng quang minh nhiếp thọ người ấy. Đây là nói tới sự giá trị âm thầm hay rõ rệt. Âm thầm là Phật ngấm ngầm gia trị quý vị. Vì thì niệm kinh, niệm Phật sẽ được oai thần của Phật gia trị. Dưới đây là tỷ dụ. sau Thí như nhật nguyệt, chiếu chút ám đồ, bất đọa khanh tiệm cụ. Nghĩa là ví như mặt trời mặt trăng soi sáng nẻo tối khiến cho người đi đường chẳng sụp hầm xa hộ trong nơi tối tăm chúng ta có đèn chiếu sáng sẽ không đi lầm đường cũng chẳng gặp nguy hiểm mang ý nghĩa này sau tam giả thủy điểu thụ lâm phong thanh nhạc hưởng giai thuyết khổ không văn giả thường khởi niệm phật pháp tăng chi tâm cụ bất thoại nghĩa là sao ba là nước chim rừng cây tiếng gió thổi tiếng nhạc ngân đều nói khổ không người nghe thường khởi tâm niệm phật pháp tăng nên chẳng thoái chuyển Hết thị những thứ tạo tác trong thế giới Tây Phương Đều do A-di-đà Phật biến hóa thành Nói cách khác Y báo và chánh báo trang nghiêm Trong toàn thể Tây Phương cực là thế giới Đều là hóa thân của A-di-đà Phật Ngay cả tiếng gió thổi Tiếng chim hót Đều là hóa thân của A-di-đà Phật Sáu trần đều tuyên nói diệu Pháp Quý vị mau nghe Pháp môn gì Chúng liền nói cho quý vị nghe Pháp môn đó ở đây là nêu ra một thí dụ Nói theo phía trời người Đới nghiệp giảng sanh Trong cõi phàm thánh đồng cư Giai thuyết khổ không Là nói các pháp khổ không vô thường Giúp chúng ta thị thậu suốt Buông xuống Thường khởi tâm niệm tam bảo Tam bảo theo như lục tổ đại sư đã giải thích Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Là niệm giác, niệm chánh niệm tịnh là giác chánh tịnh phải biết điều này giác chánh tịnh là tự tánh tam bảo tự tánh tam bảo mới là chỗ quy y thật sự mới chẳng thoái chuyển nếu niệm tam bảo bên ngoài thì sẽ vô dụng chẳng thể bảo đảm quý vị chẳng thoái chuyển niệm tự tánh tam bảo sẽ quyết định chẳng thoái chuyển Sao kim thích dị như thử kinh cập nhị bộ trung thuyết nghĩa là sau nay giải thích như trong kinh này và hai bộ kinh kia đã nói thử kinh tức kinh này là kinh a di đà tịnh độ có ba kinh trừ kinh này ra còn có hai bộ nữa là kinh vô lượng thọ và kinh quán vô lượng thọ phật nhị bộ trung thuyết là những điều được nói trong hai bộ kinh ấy sau thí chi dông dạ, giả văn chung khánh thanh tăng kỳ chánh niệm cụ nghĩa là ví như người đã mất nghe tiếng chuông khánh tăng thêm chánh niệm đây là nói người đang lúc lâm chung đã tắt hơi tình hình thông thường là trong vòng tám tiếng thần thức của người ấy chưa rời khỏi xác thân khi ấy quý vị gõ chuông đánh khánh tuy người ấy chẳng thể nói nhưng nghe được trợ niệm và thuyết pháp cho người ấy khuyên người ấy cầu sanh thế giới cực lạc người ấy cũng có thể nghe được nếu người ấy nghe được tiếp nhận một niệm hồi tâm cầu sanh tây phương cực lạc thế giới xác thực là có thể giảng sanh vì thị trợ niệm có nhiều điều lợi ích đây là chuyện tỷ dụ mà còn có thể giúp cho người ấy giữ chánh niệm huống hồ trong tây phương cực lạc thế giới sáu trần thuyết pháp trong mỗi niệm đều chẳng có tà tư tức suy nghĩ ta vậy lẽ đầu sẽ thoái chuyển đây là nguyên nhân thứ ba do hoàn cảnh vật chất tốt đẹp chúng ta sẽ không bị thoái chuyển sau tứ giả thuần chư bồ tát dĩ di thắng hữu ngoại vô ma tà Nội vô phiền não Cụ bất thoại Nghĩa là Sao Bốn Thuần là các vị Bồ Tát làm bạn thù thắng Ngoài chẳng có tà ma Trong chẳng có phiền não Nên chẳng thoái chuyển Đây là hoàn cảnh nhân sự thù thắng Hoàn cảnh nhân sự trong thế gian này hết sức phức tạp Nhất là đối với cõi đời hiện thời Người trong hiện thời đặc biệt khổ sở Nguyên nhân ở chỗ nào Người trong đời hiện thời Dứt bỏ sách thánh hiền Chẳng đọc sách thánh hiền Đáng sợ quá Điểm tốt đẹp Trong sách thánh hiền là ở chỗ nào Điểm tốt đẹp của sách thánh hiền Là giúp chúng ta Phá mê khai ngộ Không chỉ là sách Phật có công năng như vậy Mà sách khổng Mạnh lão trang Đều giúp chúng ta phá mê khai ngộ Khiến cho chúng ta nhận thức bản thân Nhận thức hoàn cảnh Trong thế gian này Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật Tự mình biết phải nên làm như thế nào Có được một tiêu chuẩn Nói theo kinh Phật Tiêu chuẩn ấy thuận tánh Thuận theo chân như bản tánh Vì thì tiêu chuẩn ấy là thiện Trong một đời này Chúng ta được sung sướng hạnh phúc Xã hội quốc gia cho đến thế giới có thể được an hòa lợi lạc Đây là lợi ích của sách thánh hiền Này chúng ta dứt bỏ chẳng cần đến nữa tư tưởng của hết thảy mọi người chẳng có tiêu chuẩn suy nghĩ loạn xạ do tư tưởng lẫn kiến giải đều sai lầm hành vi lẽ nào chẳng sai trái ư lỗi lầm y dẫn đến kết quả là tai nạn đau khổ nếu quý vị hỏi Đến ngày nào thế giới này mới có hòa bình Ngày nào xã hội an tường, hòa thuận Chúng ta mới có thể sống một cuộc đời tốt đẹp Tùy thuộc vào ngày nào sẽ khôi phục lại Chuyện đọc sách thánh hiền Trong quá khứ Hồng Y Du Bân Đề xương cúng dỗ tổ tiên Chúng ta đều cảm thấy rất lạ lùng Vì Thiên Chúa Giao chẳng nói tới tổ tiên Ông ta đề xương cúng dỗ tổ tiên Chúng ta ngơ ngá không hiểu Lục lão cư sĩ đã giải thích rõ chuyện này Tôi mới quả nhiên đại ngộ Cụ nói Có một năm nọ Hồng Y Du Bân Tham gia hội nghị quốc tế ở Âu Châu Tổ chức tại Nhật Nội Ngoã Tức Rene Khi ấy Đại hội mời một sử gia Kiêm triết gia Anh Quốc nổi danh thế giới Là học giả Thang Ân Tỷ đến diện thuyết Trong bài giảng thuyết Ông Thang Ân Tị bảo mọi người Nếu muốn cho thế giới thật sự hòa bình Chỉ có tư tưởng khổng mạnh Mới có thể cứu dạng thế giới Hồng Y Du Bân nghe nói như vậy Trở về nước bèn đề xương thờ phụng tổ tiên Người thật sự có học dân trên thế giới Biết văn hóa Trung hòa đáng quý Biết học thuyết khổng mạnh Có thể cứu người trong thiên hạ nhưng chính chúng ta lại không biết Xưa kia Tứ thư và ngũ kinh Là sách người Hoa bắt buộc phải đọc Chỉ cần là người Hoa Chẳng có ai không đọc tứ thư ngũ kinh Này chúng ta dứt bỏ những sách ý Nên mới gặp khổ nạn to lớn dường ý Đúng là ngu si điên đảo Thị giới Tây Phương không chỉ chẳng có lục đạo Lại thưa cùng quý vị Cũng chẳng có mười pháp giới nó là nhất chân pháp giới là thuần chư bồ tát dĩ di thắng hữu nghĩa là thuần là các vị bồ tát làm bạn thù thắng thắng là thù thắng thắng hữu là bạn bè tốt nhất từ đại kinh chúng ta đọc thì bồ tát trong cõi cực lạc vẫn chẳng phải là bồ tát bình phàm mà đều là phổ hiền bồ tát Hàng Bồ Tát trong Tây Phương cực lạc thị giới Đều tuân tu phẩm đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Thấy đều là Phổ Hiền Bồ Tát Kinh Hoa Nghiêm bảo Chẳng tu Phổ Hiền Hạnh chẳng thể viên thành Phật Đạo Nếu muốn thành viên giáo Phật Tức là chứng đắc vô thượng chánh đặng chánh giác Nhất định phải tu Phổ Hiền Hạnh Tây Phương cực lạc thị giới từ sơ phát tâm Bồ Tát cho đến đẳng giác bồ tát thể đều tu phổ hiền hạnh điều này chẳng thể nghĩ bàn ngoại vô ma tà là bên ngoài chẳng có thiên ma chẳng có tà tri tà kiến nội vô phiền não tâm địa của mỗi người giảng sanh đều thanh tịnh tâm tịnh ắt cõi nước tịnh vì vậy niệm phật thì phải niệm đến mức công phu thành tiếng mới có tư cách giảng sanh Chẳng phải là nói Hãy ta niệm Phật bạn có thể giảng sanh Chưa chắc Niệm Phật phải đắc lực Phải có công phu thì mới có thể giảng sanh Công phu thành tiện nói theo kiểu nào Trong tâm chúng ta Trừ A-di-đà Phật ra Chẳng có bất cứ tạp niệm gì Đó gọi là thành một tiếng Cũng có nghĩa là từ sáng đến tối Từ đầu năm đến cuối năm Miệng niệm A-di-đà Phật Trong tâm tưởng A-di-đà Phật Trừ A-di-đà Phật ra, điều gì cũng không nghĩ tới, điều gì khác cũng chẳng niệm, đó là điều khẩn yếu. Vừa niệm Phật, vừa giấy dòng tưởng, sẽ chẳng thể giảng sanh. Người niệm Phật đông đảo, xác thực là nhân tổ quyết định khiến cho xã hội an định, tai nạn tiêu trừ, có lợi ích tốt đẹp. Còn như người niệm Phật có thể giảng sanh hay không, chẳng dám nói. Đối với điều kiện giảng sanh Điều kiện thấp nhất là công phu thành tiến Nếu cao hơn một bậc Sẽ là sự nhất tâm bất loạn Cao nhất là lý nhất tâm bất loạn Niệm định lý nhất tâm bất loạn Sanh trong cõi thật báo trang nghiêm Sự nhất tâm bất loạn Bèn sanh trong cõi phương tiện hữu dư Công phu thành tiến Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Chẳng thể niệm đến mức công phu thành tiên Sẽ chẳng thể giảng sanh Trong các đồng tu chúng ta Người niệm Phật mà thường nghĩ tới tiền bạc Nghĩ tới cổ phiếu Nghĩ tưởng những thứ ấy Thì làm sao có thể giảng sanh cho được Dẫu quý vị niệm giỏi giang cách mấy Do chẳng buông những thứ ấy xuống Sẽ chẳng thể giảng sanh Phải triệt để buông xuống Quý vị nói Buông xuống thì đời này tôi sẽ sống như thế nào đây Quý vị cầu sanh tây phương cực lạc thế giới Mà còn phải hỏi sẽ sống ra sao ư? Hãy còn phải nghĩ ta phải sống cuộc đời này Thì nói cách khác về căn bản Quý vị chẳng có ý nghĩ cầu giảng sanh Thật sự có ý nghĩ cầu giảng sanh Chẳng quan tâm đến ngày mai Ngày mai giảng sanh Công phu như vậy mới có thể thành phiến Quý vị niệm Phật mới có thể thật sự đạt được thọ dụng Tâm địa mới có thể thanh tịnh mới có thể tiêu nghiệp chướng tăng trưởng trí huệ khai trí huệ điều này rất khẩn yếu này chúng ta chẳng đoạn phiền não vẫn y như cũ tăng trưởng thị phi nhân ngã kiêu căng ngã mạng tham sân si vẫn làm theo lề lội ý thì chẳng có cách nào cả niệm phật kiểu đó chỉ có thể gieo thiện căn mà thôi chẳng thể thành tựu trong một đời này sao kim thích dị như thử kinh ngôn chư thượng thiện nhân đồng hội nhất xứ thí chi trí tử trang nhạc bất phục sở ngữ cố nghĩa là sau nay giải thích như kinh này có nói các vị thượng thiện nhân cùng hội họp một chỗ ví như để con ở phố trang xóm nhạc thì nó chẳng còn nói tiếng nước sở nữa Đúng như trong cùng một bản kinh này có nói Sanh về Tây Phương cực lạc là Chư Thượng Thiện Nhân Đồng Hội Nhất xứ Tức các vị Thượng Thiện Nhân cùng nhóm lại một chỗ Thượng Thiện là nói đẳng giác Bồ Tát Trong hàng Bồ Tát chẳng có ai cao hơn đẳng giác Vì thì đẳng giác là Thượng Thiện trong Tây Phương cực lạc thế giới bậc đẳng giác Bồ Tát quá đông Ở chung một chỗ với những gì ý Làm sao có thể thối chuyển cho được Chẳng thể nào Mỗi ngày ở chung một chỗ Với bậc đẳng giác Bồ Tát Ở chung một chỗ với quán âm Thị chỉ, văn thù, phổ hiền Làm sao quý vị có thể thoái chuyển Chẳng thế nào Kể đó Tổ Liên Trì nêu một tỷ dụ Thí như trí tử trang nhạc nghĩa là để con trong phủ trang xóm nhạc. Trí là đặt hoặc đưa trẻ nhỏ đến sống tại trang nhạc. Trang nhạc là tên một khu phố của nước Tề, là một địa danh tại nước Tề. Bất phục sở ngữ nghĩa là không còn nói tiếng nước Sở nữa. Hiện thời Sở là tỉnh Hồ Nam. Mỗi địa phương đều có ngôn ngữ của riêng dùng ý, quý vị đem trẻ nhỏ để ở nước Tề trong tương lai tự nhiên nó sẽ nói tiếng nước tề chẳng biết nói tiếng nước sở điều này nhằm nói rõ hoàn cảnh ảnh hưởng con người tây phương cực lạc thị giới có hoàn cảnh tốt đẹp quý vị và bồ tát ở cùng một chỗ tự nhiên quý vị cũng thành bồ tát bất tri bất giác biến thành bồ tát có ý nghĩa này sau ngũ giả thọ mạng vĩnh kiếp giữ phật tề đẳng cụ bất thoái nghĩa là sau năm là thọ mạng bao kiếp dài lâu bằng với thọ mạng của phật nên chẳng thoái chuyển nhân tố thứ năm là thọ mạng dài tây phương thế giới a di đà phật vô lượng thọ Tuy nói là vô lượng Nhưng là vô lượng trong hữu lượng Mà cũng có thể nói là vô lượng trong vô lượng Vì sao? Tuy có số lượng Nhưng không ai có thể tính toán con số ấy Chứ gì xem kinh vô lượng thọ sẽ biết không chỉ là người thế gian chẳng có cách nào tính toán Mà trong kinh có tỷ dụ Mười phương thế giới hết thảy chúng sanh Đều chứng đắc quả vị bích chi Phật Thần thông đều giống đại một kiền liên cùng nhau tính toán đều tính chẳng ra vì vậy nói theo sự khi a di đà phật nhập diệt quán thế âm bồ tát kế thừa ngôi vị phật trong tương lai quán âm bồ tát nhập diệt đại thế chí bồ tát kế thừa ngôi vị phật đó là hữu lượng tuy là hữu lượng thời kiếp quá dài chẳng có cách nào tính toán Vô lượng tuyệt đối chẳng phải là vô lượng Trong 10 con số lớn của Ấn Độ Nên chúng ta cũng có thể nói Nó thật sự là vô lượng Phạm là người sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Thọ mạng đều bằng giới ngang giới Phật Quý vị nghĩ xem có ai chẳng thành Phật ư? Thành Phật phải mất ba A tăng kỳ kiếp. Nói thật ra, đối với thọ mạng của người trong Tây Phương cực lạc thế giới, thì ba a tan kỳ kiếp quả ngắn vì thế chỉ cần sanh về tây phương cực lạc thế giới quyết định thành phật trong một đời chẳng cần chờ đến đời sau sau khi đã thành phật thọ mạng sẽ là thực sự vô lượng đây là một nhân tố khiến cho họ chẳng bị thoái chuyển vì sao nói tới điều này điều này rất trọng yếu Chúng ta cũng là đã phát tâm tu hành vô lượng kiếp trước Do tu vô lượng kiếp Trong khoảng thời gian ý Đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật như lai Nay vẫn là tình trạng phàm phu đọa lạc như thế này Nguyên nhân là đâu? Vì thọ mạng ngắn ngủi Sau khi đã chết Bị mê khi cách ấm Vừa đầu thai liền thoái chuyển Phải học lại từ đầu Học chưa được bao lâu lại chết ngắt Sanh sanh tử tử khiến cho chúng ta tu hành diễn diện chẳng thể thành tựu đó là nhân tố gây thoái chuyển tây phương cực lạc thế giới thỏa mãn dài nên họ chẳng thoái chuyển có thể một mực tu hành cho đến khi thành phật thọ mạng của họ không chỉ là ba đại a tăng kỳ kiếp do đó họ quyết định thành phật chúng ta thị do điều này chẳng về tây phương cực lạc thế giới sẽ không được Mười phương các quái Phật chẳng có điều này Nói cách khác Sanh vào các quái Phật khác Thọ mạng của quý vị chẳng dài Khi chẳng dài Đến khi mạng chung Sau khi đã chết lại đầu thai Trong đời này còn bị mê khi cách ấm Còn bị thoái chuyển Đây là chuyện hết sức đáng sợ Từ kinh vô lượng thọ Chúng ta thị dương tử A-xà-thí Và năm trăm đại trưởng giả Trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật Vẫn bị mê khi cách ẩm, Vẫn thoái chuyển Xem đoạn kim giang ý Đúng là hết sức sợ hãi Xem xong quý vị liền biết Chẳng giảng sanh Tây Phương cực lạc thì giới Thì sẽ giống như họ Nói thật ra Họ giống như chúng ta trong hiện thời Đây là nguyên nhân khiến cho họ Chẳng thể thành tựu Sau kim thích dị như kinh ngôn phật cập nhân dân thọ mạng vô biên thí chi thiệp dạng lý đồ giả dĩ thời nhật chung chỉ bảo sợ cuộc nghĩa là sau nay giải thích như kinh nói phật và nhân dân thọ mạng vô biên ví như đi đường dạng dặm do có thời gian lâu dài nên rốt cuộc đến được chỗ có của bao đây là tỷ dụ Quý vị có thời gian dài Tuy đường xa chẳng sợ Vì sao quyết định có thể đến được Nếu đường rất dài Thọ mãn ngắn ngủi Chưa đến được nơi ấy đã chết Quý vị sẽ chẳng thể thành tựu Thọ mãn dài thì không sợ Chưa thành công đã chết trong kinh Đức Phật nói là Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Hoặc là như trong kinh Hoa Nghiêm nói vô lượng a tăng kỳ Kiếp mới có thể chứng đắc viên giáo phật quả đại định tây phương cực lạc thị giới thì vô lượng a tăng kỳ Kiếp cũng không sợ trong một đời vẫn quyết định có thể chứng đắc đó là chỗ tốt đẹp nói thật ra trong khi giảng giải đại kinh chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu tây phương cực lạc thị giới vô lượng trang nghiêm trong đó quan trọng nhất là vô lượng thọ Chứ vị nghĩ xem Chẳng có thọ mạng Dẫu là hết thảy trang nghiêm cách nào đi nữa Quý vị đều chẳng có phần hưởng thụ Vì thì thọ mạng trọng yêu bậc nhất Ta có thọ mạng Nên ta mới có thể hưởng thụ Hết thị các thứ trang nghiêm Chẳng có thọ mạng sẽ không được A-di-đà Phật Dịch thành vô lượng thọ Tức là đã phiên dịch ý nghĩa trọng yêu nhất trong vô lượng nghĩa ý nghĩa này quan trọng nhất Sao thập thắng tam thập ít đại ước đồng thử khủng phồn bất dẫn nghĩa là sau mười điều thù thắng ba mươi điều lợi ích đại lược giống như những điều này sợ rườm rà nên không trích dẫn câu này là nói đại lược Thông tạng sự nói 10 điều thù thắng Quần nghi luận nói 30 thứ lợi ích Đại khai đều giống như vậy Nên chẳng cần phải rườm lời Hiểu Tây Phương cực lạc thế giới bất thoái chuyển Xác thực là do có rất nhiều nhân tố Sứ Hữu bất thoái tam nghĩa Đại thừa bất thoái Dĩ đắc bất thoái Dị đắc bất thoái Lệ như di lạc dẫn kinh thuyết Nghĩa là Sự bất thoại lại có ba nghĩa Đại thừa bất thoái, Đã đắc bất thoại Chưa đắc bất thoái. ví như kinh di lạc sợ vẫn đã nói Ba điều bất thoái này khác với cách nói thông thường Đại thừa bất thoái Đã đắc thì bất thoại Mà chưa đắc cũng bất thoái. Rất kỳ diệu Trong lời sau ở dưới đây sẽ giải thích Chúng ta nhất định phải biết đến những điều này Thật sự nhận thức thật sự lý giải tĩnh tâm niệm phật cầu sanh tây phương mới có thể sanh khởi mới có thể quan hỷ tiếp nhận hớn hở niệm phật mới có thể thấu hiểu pháp môn này thù thắng sau đại thừa bất thoái giả Giáng sanh bị quốc xu nhập đại thừa cảnh bất thoái chuyển phục tác nhị thừa cụ diễn đại thừa bất thoái đẳng giả vị ký giảng sanh dĩ thân đại thừa nhân văn đại thừa pháp phát đại tâm tu đại hạnh thú đại quả bất đồng thử độ lục tâm đọa lạc trần ký thanh văn cô nghĩa là sau đại thừa bất thoái là giảng sanh cõi kia tiến nhập đại thừa chẳng còn thối chuyện trở lại làm nhị thừa nữa diễn đại thừa bất thoái vân vân ý nói đá người đã giảng sanh đã thân cận bậc đại thừa nghe pháp đại thừa bèn phát đại tâm tu đại hạnh tiến nhập đại quả chẳng như trong cõi này do cái tầm ý thức mà đọa lạc là làm thanh văn trong số kiếp nhiều như di trần giảng sanh như sách diễn nghĩa đề cập là nói về tình hình hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư trừ phi chẳng giảng, giảng sanh thì thôi hãy giảng sanh tây phương cực lạc thế giới đối với các thứ công đức trang nghiêm quả báo trong tây phương cực lạc thế giới như kinh đã nói quý vị đều quá phần quý vị thân cận bậc viên giáo đại thừa bồ tát trong tây phương cực lạc thế giới hàng bồ tát giống như văn thù phổ hiền quán âm thể chỉ rất nhiều chúng ta chỉ biết có mấy vị đẳng giác bồ tát như thế mà thôi thật ra những vị có cùng địa vị với các ngài chẳng biết là bao nhiêu kinh vô lượng thọ nói mười sáu chánh sĩ mười sáu vị ấy đều là đẳng giác bồ tát chúng ta biết ít ỏi chẳng biết nhiều cho lắm cùng ở chung với những vị như vậy. Những gì quý vị được nghe, sáu căn được tiếp xúc toàn là pháp đại thừa. Những vị ấy là Thì mà cũng là bạn bè của chúng ta, nêu gương mẫu điển hình cho chúng ta. Ở cùng một chỗ với các ngài, lẽ nào tâm chẳng lớn cho được? Tâm phải lớn, phải phát đại tâm. Tiêu chuẩn của đại tâm là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Vì sao hàng ngày chúng ta phải niệm 48 nguyện Chúng ta là người chuyên tu tịnh độ Công khóa sáng tội khác với các tự viện thông thường Khóa sáng chúng ta niệm 48 nguyện Niệm chương thứ sáu trong kinh vô lượng thọ Khóa tội niệm chương 33 đến chương 37 Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng chú trọng hai phần này trong kinh ý Lần này tôi đến Bắc Kinh Cô đặc biệt nêu ra Cô lại còn có băng thâu âm đoạn kinh văn Từ chương 33 đến 37 Chúng tôi có đem băng thâu âm ý về đây Đây là không gì chẳng nhầm Biến 48 nguyện của Phật A-di-đà Thành 48 nguyện của chính chúng ta Tâm nguyện của chúng ta Hoàn toàn giống như A-di-đà Phật a di đà phật và chúng ta đồng tâm đồng nguyện há lẽ nào chẳng thể giảng sanh quyết định giảng sanh niệm niệm phải độ hết thầy chúng sanh bồ tát chớ nên vì chính mình nếu niệm nào cũng nghĩ đến bản thân niệm nào cũng nghĩ đến gia đình của chính mình chắc chắn quý vị chẳng thể vượt thoát luân hồi vì sao đó là làm chuyện luân hồi lẽ nào quý vị có thể thoát khỏi luân hồi nếu muốn thoát khỏi luân hồi tâm lượng phải rộng mở mỗi niệm đều nghĩ tới phật pháp mỗi niệm đều nghĩ tới chúng sanh sẽ tương ứng với tâm nguyện của phật bồ tát đó là phát đại tâm tu đại hạnh trong hết thảy các hạnh môn niệm phật lớn nhất người biết điều này chẳng nhiều đối với tinh sâu nhân quả trong ba thứ tịnh nghiệp của quán kim niệm phật là nhân thành phật là quả Lần này tôi cùng Hoàng Lão Cư Sĩ gặp mặt hai phen Nói chuyện 7-8 tiếng đồng hồ Cuối cùng kết luận Hoàng Lão Cư Sĩ nói Những lời chúng ta đã nói đây đều là lời lẽ thừa thải Lời lẽ chân thật là gì? Một câu A-di-đà Phật là lời chân thật Trừ A-di-đà Phật ra Thấy đều là lời lẽ thừa thải Quý vị tượng A-di-đà Phật Tưởng y bảo và chánh báo tra nghiêm Trong tay phương cực lạc thế giới Đó là chánh niệm Tưởng những thứ khác Đều là suy nghĩ loạn xạ Đều là tà niệm Đều chẳng phải là chánh niệm Đó là tiêu chuẩn của người thật sự niệm Phật Trong kinh Đức Phật đã kiến lập tiêu chuẩn này Ở đây tôi trịnh trọng Tuyên bố cùng mọi người Mọi người chớ nên viết thư cho tôi Vì sao tôi không xem Thư gửi đến bèn quán vào soạt đựng giấy tờ Đương nhiên tôi càng chẳng hồi âm Vì sao lời lẽ thừa thải Suy nghĩ loạn xạ Vì sao không thật thà niệm Phật Đó là điều trọng yếu Quý vị đến nêu câu hỏi Nói thật ra Toàn là lời lẽ thừa thải Toàn là suy nghĩ loạn xạ Hãy trở về nhà thật thà niệm Phật Chuyện gì cũng chẳng có Vấn đề gì cũng chẳng có Nhất định phải biết điều này thật sự tu thì đời này chúng ta mới có chỗ mong cậy nếu chẳng nghiêm túc tu chẳng thật thà tu đời này lại luống uổng luống uổng thì đời này dẫu tu tốt đẹp cách mấy đời sau lại được làm người chẳng biết sẽ làm thân người như thế nào giận giống như đời này thậm chí còn chẳng bằng đời này khổ chết đi được vì vậy nhất định phải giác ngộ thật sự giác ngộ là buồn xuống hết thảy Hy vọng chư vị đồng tu phải ghi nhớ điều này, phải phát đại tâm tu đại hạnh. Niệm kinh vô lượng thọ, một câu A Di Đà Phật là đại hạnh. Thú đại quả, nghĩa là tiến đến đại quả. Giáng sanh Tây phương Cực Lạc thì giới bèn chứng vô thượng chánh đặng chánh giác. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy 41 địa vị pháp thân đại sĩ văn thù phổ hiền vẫn phải cầu sanh tây phương tịnh độ hết thể chư phật như lai đều niệm a di đà phật còn gì để nói nữa đây chư phật đều niệm a di đà phật trong kinh vô lượng thọ chúng ta thì thích ca mâu ni phật niệm a di đà phật cho nên ngày hôm ấy ngày tinh thần sung mãn rạng rỡ cùng sạch ngài a nan trông thấy bèn nói là hy hữu Thưa hỏi nguyên nhân là gì? vốn là Thích Ca Mâu Ni Phật Niệm A-di-đà Phật Quý vị mới biết A-di-đà Phật công đức lòng lọng Chẳng thể nghĩ bàn Đó là thú đại quả Bất đồng thử độ Lục tâm đọa lạc Nghĩa là chẳng giống như cõi này Do cái tâm ý thức Mà bị đọa lạc Lục tâm là tâm thức thứ sáu Tức ý thức Suốt ngày từ sáng đến tối Suy nghĩ loạn xạ Trần kiếp thanh văn cố Nghĩa là trải số kiếp nhiều như di trần làm thanh văn Trần kiếp là số kiếp nhiều như di trần Ý nói thời gian lâu dài chẳng đạt được kết quả Đây là nói về sự bất thoái nơi Đại Thừa Vì A-la-hán vẫn dùng tâm ý thức thứ sáu Trong Kinh Lăng Nghiêm Chúng ta đã thấy điều này rất rõ ràng a à la hán và bích chi phật đều dùng tám thức tâm dùng tám thức tâm chắc chắn chẳng thể chứng đắc đại thừa chuyển thức thứ tám thành bốn trí đó là đại thừa bồ tát đây là nói về sự bất thoái nơi đại thừa do người y giảng sanh bị quốc xu nhập đại thừa nghĩa là giảng sanh cõi y tiến nhập đại thừa tuyệt đối chẳng còn đọa làm hàng nhị thừa nữa sau dĩ đắc bất thoái giả đáng sanh bị quốc phàm sở dĩ đắc cánh bất thoái chuyển tán thức bổn hữu cụ diễn dĩ đắc bất thoái giả phàm sở dĩ đắc thần thông ta muội trí huệ biện tài cánh bất tán thức nghĩa là Sao đã đắc bất thoái chỉ sanh về cõi ý, phàm những gì đã đạt được sẽ chẳng bị thoái chuyển, chẳng đánh mất những gì vốn có. Diễn đã đắc bất thoái, phàm thần thông, ta muội, trí huệ, biện tài đã đắc sẽ chẳng bị mất đi. Đối với câu này, hãy nên coi hai chữ là một câu, vì thần thông là một chuyện ta muội là một chuyện trí tuệ là một chuyện biện tài lại là một chuyện khác nữa ở đây nêu lên bốn thí dụ từ đại kinh chúng ta thị người dáng sanh tây phương cực lạc thị giới đạt được thần thông ví như thiên nhãn thấy thấu suốt thiên nhĩ nghe thấu tột tha tâm biết trọn khắp có thể nói là lục thông chẳng sai khác phật cho mấy đó là do oai thần của Phật Di Đà giá trị Hệ sanh về thế giới Tây Phương bèn đạt được Có bị thoái chuyển hay không? Chẳng bị thoái chuyển Dĩ nhiên chẳng thoái chuyển Điều này khó có Quá hiếm có Ta muội là chánh thọ Ta muội là tiếng phạn Cũng là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Giác tâm được nói trong tựa đề Kinh vô lượng thọ đây chính là Tam muội, nói đến Niệm Phật Tam muội, thanh tịnh, bình đẳng giác thì tuyệt đối sẽ không thoái chuyển. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ, vô lượng trí huệ. Học Phật chẳng thể không khai trí huệ. Tôi lại thưa cùng chư vị đồng tu, phàm là người giảng sanh, tam học giới định huệ trọn đủ nếu chẳng trọn đủ Người ấy sẽ không thể giảng sanh Quý vị thấy người ấy bình thường chẳng tu Niệm một câu A-di-đà Phật này Chẳng sai tí nào Niệm đến khi giảng sanh Bèn trọn đủ tam học Trong tâm người ấy chẳng có ác niệm Đó là giới trọn đủ Giới tiểu thừa trọn đủ Niệm câu A-di-đà Phật này A-di-đà Phật là dạng đức hồng danh Chẳng có gì tốt lành hơn Nên Bồ-Tát giới trọn đủ Bồ Tát giới là dân làm các điều lành Giới tỳ kheo là đừng làm các điều ác Vì thế một câu Phật hiệu trọn đủ giới Đối với định thì người ấy chuyên tâm niệm Ngoại trừ một câu A-di-đà Phật Trong tâm chẳng có niệm thứ hai Đó là định trọn đủ Niệm một câu Phật hiệu rành mạch Từng chữ phân minh Huệ đã trọn đủ Do đó Người giảng sanh dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là tam học trọn đủ Chứ nên khinh dễ Đó chính là tam muội trọn đủ Trí huệ trọn đủ Sanh về Tây Phương cực lạc thị giới Trí huệ biện tài đã được nói rõ ràng Trong 48 nguyện Đạt từ Tây Phương cực lạc thị giới Tánh đức và tu đức vô lượng vô biên Thế đều là bất thoại ở đây bất qua nêu ra bốn chuyện Chứ nói thật ra Trong cõi kia công đức vô lượng vô biên Thứ gì cũng đều là chẳng thoái chuyển Diễn Bất đồng thử độ Thần tiên tao khóa hạ La hán trụy dân đoan Nhất động dục trần Dài tạng thật cuộc Nghĩa là Diễn chẳng giống như trong cõi này Thần tiên mắc nạn luồn hán là hạng té khỏi mây vừa động dục trần thấy đều mất đi chẳng giống như cõi này nơi đây hệ vừa động niệm tâm bèn thoái chuyển thần tiên là nói tới chư thiên hệ luồn qua hán phàm phu liền đọa lạc cũng chẳng thể bay lên được la hán vừa động một niệm dục vọng ngay lập tức thoái đọa nhất động dục trần Dục là ngũ dục, tức tài sắc, danh vọng ăn uống, ngủ nghi. Trần là sáu trần. Đối với ngũ dục lục trần, khởi một niệm tham tâm, khởi một niệm tâm sân khỏe, bèn đọa lạc. Do đó đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Phát tâm giảng kinh thuyết Pháp, thì giảng kinh thuyết Pháp dễ bị đọa lạc nhất. Khi tôi theo thầy Lý học Phật, thầy Lý nói, trước bốn mươi tuổi quyết định, chẳng thể đi giảng kinh bên ngoài Phải luyện tập giảng trong nhà của chính mình Đại trung liên xạ kể cả ngôi chùa Linh Sơn Đều là đạo tràng giáo học của Thầy Lý Giảng ở những nơi ấy thì được Quyết định chẳng chấp thuận cho ra ngoài Nguyên nhân ở chỗ nào Ngăn ngừa đọa lạc Quý vị đi ra ngoài giảng kinh Các cư sĩ cúng dường Tài cúng dường nhiều Sẽ khởi tâm tham tài liền đọa lạc Tiếp xúc đồng tu nữ chúng nhiều quá Cũng dễ bị đoa lạc Quý vị thấy rất nhiều Pháp sư trẻ tuổi hoàn tục Họ chẳng độ chúng sanh Kết quả là bị chúng sanh độ Hết sức đáng sợ Chẳng thể không ngăn ngừa chuyện này Chẳng phải là nói người trẻ tuổi chẳng thể giảng kinh Mà là nói họ chẳng có định lực Quý vị có định huệ giống như trong kinh Pháp Hoa Long nữ 8 tuổi thành Phật Người ta có định lực có định có huệ thử hỏi chúng ta thì sao đã trót nghe thì mấy câu khó nghe trong tâm khó chịu dài ngày còn có thể thành tựu được ư ừ. chẳng thể thành tựu ca tụng tán thán quý vị ngủ không yên mấy bữa hưng phận quả mực há có nên hay chăng chẳng được rồi tám gió cảnh trần bên ngoài vừa khẽ thổi đôi chút liền dao động nguyên nhân chẳng thể thành tựu là ở chỗ này có nhiều nơi đến đây thỉnh các đồng tu chúng ta đi giảng kinh thuyết pháp bất luận là xuất gia hay tại gia cả một đời thầy lý chẳng dám tự cho mình là thầy còn hiện tại thì sao hễ ra ngoài giảng kinh ta là pháp sư người xuất gia là pháp sư kẻ tại gia là lão sư tức thầy chẳng được rồi người thật sự tu đạo chắc chắn tránh né chẳng dám tự quay mình là thầy tại đại lục lão cư sĩ hoàng niệm tổ có thân phận địa vị tu trì cao cả dường ý quý vị thầy cụ chẳng dám xưng là thầy luôn bảo mọi người hãy gọi cụ là hoàng lão cư sĩ học trò đều gọi cụ là lão cư sĩ đừng gọi cụ là thầy cụ chẳng bằng lòng cho người khác gọi cụ là thầy cụ hạ liên cư thì được cụ là bậc lỗi lạc là phật bồ tát tái lai đối với trước tác của cụ chúng tôi cùng kính ghi là hạ liên cư đại sĩ quan lão cư sĩ gạch bỏ chữ đại sĩ đổi thành cư sĩ đúng lắm chính xác vì sao có người đối đãi với nhau quần giọng quá lâu để chữa trị quần giọng thì làm như thế nào khiêm hư chúng ta phải nêu gương cho người khác thị đó là chẳng xác Chúng sanh vô tri Tưởng như vậy là cung kính Chẳng biết cung kính quá lô sẽ có hại Sẽ gây tác dụng phản diện Chúng ta phải uống nắng sửa đổi Đó là lòng từ bi Hiện thời chúng ta thấy trong Phật môn Hiện nay ngay cả ngoại quốc cũng giống như thế Lần này tôi thấy ở hương cả Mà Tân Gia Ba cũng là như thế Phật môn làm những chuyện gì Tổ chức các hoạt động Phật giáo Nói theo xu hướng thời thượng sẽ là Phật giáo khoa trường Muốn làm những chuyện như vậy Muốn tạo cảnh tượng quy mô rầm rộ Muốn biểu diễn đồng đến mấy ngàn dạng người Pháp sư lên sân khấu biểu diễn Còn thành ra trò trống chi nữa Phương pháp đối trị của chúng tôi là Lần này sang ngoài quốc Chúng tôi chẳng mặc áo vàng Mà mặc áo lam Người khác nhìn chẳng ra Tôi đi một mình Chẳng dẫn theo ai hết Quý vị hãy đi bèn dẫn theo cả một đống người Khiến người ta phải dồn mắt nhìn vào Tôi đi một mình Mặc quần áo cùng màu sắc với người đại lục Nhưng người ta đối xử với tôi cũng rất khách sáo Cũng rất cung kính Cũng tiếp đãi rất lễ độ Hoàng lão cư sĩ nói rất hay Người học Phật phải chú trọng thực chất Đừng chú trọng hình thức Hình tướng là diện mạo bên ngoài sự biểu lộ bên ngoài là hình tướng chẳng cần phải coi trọng hãy nên coi trọng thực tế đồng tu thật sự thì trọng tin rằng chẳng coi trọng đồng đúc đồng lúc nhúc mà chẳng thể thành tựu có tác dụng gì hay không ít người mà ai này đều có thành tựu mười người ở chung với nhau trong tương lai mười người đều giảng sanh tức là mười vị phật xuất thế tuyệt vời Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này Sao Vị đắc bất thoái giả Đáng sanh bị quất, phàm sở dị đắc cảnh bất thoái chuyển Trở kỳ tiền tận cô Nghĩa là Sao Chưa đắc bất thoái Là chị sanh về cõi kia phàm đối với những gì chưa đắc Sẽ chẳng thoái chuyển Chẳng ngăn trở người ý tiến lên Hai loại bất thoái trên đây dễ hiểu Loại này là chưa đắc Chưa đắc thì làm sao có thể bất thoái Chúng ta xem chú giải Diễn Vị đắc bất thoái giả Phàm sở vị đắc chi thần thông Tam muội đẳng Nghĩa là Diễn Chưa đắc bất thoái Phàm là những thứ chưa đắc Như thần thông Tam muội dân dân Trong phần trước là Đã đắc thần thông Tam muội Tôi đã thưa cùng chư vị, hệ giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới sẽ đắc gần như là Thất Địa Bồ Tát, từ Thất Địa trở lên. Đắc thần thông tam muội của những vị Bồ Tát thuộc Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa, chưa đắc là vẫn chưa đạt được thần thông tam muội rốt ráo viên mãn nơi quả địa Như Lai. Nếu đã đạt được cần gì phải cầu dáng sanh? Chẳng cần cầu dáng sanh đẳng giác bồ tát cầu giảng sanh là do còn có điều chưa đắt chứ gì phải hiểu rõ điều này diễn chủng chủng công đức nghĩa là diễn các thứ công đức chính là công đức viên mạng rốt ráo nơi quả địa như lai tuy chưa đạt được nhưng ở trong tây phương cực lạc thị giới vẫn chẳng bị thoái chuyển chúng ta sẽ dần dần chứng đắc cũng có thể nói là tu hành trong thế giới Tây Phương chẳng có chướng ngại Quý vị quyết định sẽ đạt được Diễn Cánh vô trở trệ nhậm vận năng đắc Bất đồng thử độ ma chướng hiện tiền Bất năng tiền tận cô Nghĩa là Sao Chẳng bị ngăn trở Trì trệ Tùy y có thể đạt được Chẳng giống như quái này Ma chướng hiện tiền chẳng thể tiếng cao hơn Chẳng giống như thế gian này Trong thế gian này chúng ta chưa đặt Quý vị mong cầu thì sao? Chứa ngại quá nhiều Có ma trượng, có nghiệp trượng chứa ngại quý vị Quý vị mong mỏi nhưng chẳng đạt được Nói thật thà Người tu hành hiện thời xuất gia chẳng bằng tại gia Người xuất gia nghe lời này sẽ rất bực bội Dường như tôi nói quá đáng Tân bóc người tại gia Trước đây người xuất gia có hoàn cảnh tốt đẹp hơn người tại gia Nay thì hoàn cảnh của người xuất gia chẳng bằng cái tại gia Nguyên nhân là ở chỗ nào? Đạo tràng hiện thời có bản chất khác với trước kia Đạo tràng xưa kia chẳng dựa vào tín đồ Đạo tràng ở đại lục tự mình có núi non, ruộng nương Cho nông dân thuê cày cấy để thu tô Dùng qua lời ý để có cái ăn, cái tiêu, nuôi sống đại chúng Vì thế Cuộc sống của họ kham khổ một chút Nhưng chẳng phải câu cạnh ai Không câu cạnh kẻ khác Sẽ chẳng phải dòm chừng giá mặt của tín đồ Tự mình có thể nghiêm túc tu tập Đạo trang hiện thời chẳng có tài sản Phải trông cậy tín đồ Phải trông cậy tín đồ Thì cũng chẳng dám trái ý tín đồ Phải thường bợ đỡ tín đồ Tâm tư khó chịu lắm Quý vị tại gia tu hành Ứng phó nhiều nhất là người nhà Họ hàng quyến thuộc của chính mình Người nhà thân thích Quyến thuộc năm 60 người là đông lắm rồi Quý vị ở trong đạo tràng Chùa càng to tín đồ càng đông Quý vị phải ứng phó mấy trăm người Mấy ngàn người Mấy vạn người Khổ chết luôn Đó đều là chướng ngại Là nguyên nhân khiến chẳng thể thành tựu Có rất nhiều người phát tâm xuất gia Vì sao quý vị muốn xuất gia Quý vị xuất gia để làm gì? Quý vị ở nhà cảm thấy khổ sở, sau khi xuất gia sẽ cảm thấy khổ hơn, sẽ hối hận. Bản thân chúng ta phải nhận biết rõ ràng hoàn cảnh hiện thời khác với hoàn cảnh xưa kia. Thật sự tự mình muốn tìm một chỗ để sống yên ổn thì hiện thời là đời loạn, nói thật thà thì sẽ tìm chẳng ra. Đến đâu để tìm đây? Phải có đại phước báo Hãy xem bản thân chúng ta có giống như người có phước hay chăng Có phước báo to ngần ấy hay không Chẳng có phước báo to ngần ấy Thì có nơi chuẩn ý Quý vị ở nơi đó cũng ở không được Phước địa phước nhân cư Ta chẳng có phước Không thể ở yên nơi đó được Do vậy có thể biết Để sống yên thân thì phải tu phước tu huệ Quả phước có quệ Nơi nào cũng đều là đạo tràng Nơi nào cũng là nơi tốt đẹp Nói theo phong thủy Thì chỗ nào cũng đều có phong thủy tốt đẹp Ngày nào cũng là ngày tốt lành Giờ nào cũng là giờ tốt Có phước có quệ mà Đây mới là trọng yếu Đây là nói rõ về người chưa bất thoại Đáng sanh bị quốc Phàm sở dị đắc Cánh bất thoái chuyển trở kỳ tiền tận cụ nghĩa là chỉ sanh về cõi ý phàm những gì chưa đắc đều chẳng có gì thoái chuyển ngăn trở người ý tiến lên tiếp theo đây còn có một đoạn nữa nhưng nay đã hết thời gian rồi chúng tôi giảng tới chỗ này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật